Chào cô và các bạn, mình tên là Nguyễn Hà Châu. Hôm nay mình sẽ thuyết trình về bài tỉ số. Ngành thứ nhất của mình, tỉ số được sử dụng để làm gì? So sánh độ lớn của hai vật và so sánh chiều cao của hai vật và còn nhiều thứ nữa. Ngành thứ hai, kiến thức cần nhớ. Tỉ số của A và B là A chia B. Ví dụ như nam là 3, nữ là 5. Tỉ số nam nữ là 3 chia 5 hay 3 phần 5. 3. Nội dung bài học. Tìm tỉ số của hai số. Tìm giá trị khi biết tỉ số. 4. Kế hoạch hành động. Con vẽ sơ đồ tổng quan, thuyết trình và làm bài tập. Bài thuyết trình của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.